Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, cây đàn violon, một nhạc cụ rất là quen thuộc, có thể là với tính năng là solo hoặc là hòa tấu trong dàn nhạc giao hưởng. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về loại nhạc cụ này. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Rhapsody bài ca chim ưng, sáng tác của nhạc sĩ Đàm Linh cùng với tiếng đàn violon của nghệ sĩ Khắc Huệ và Lê Hiệp đệm đàn piano. Thank you.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành cũng như sự phát triển và quá trình du nhập của cây đàn violon vào Việt Nam thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhà giáo Nhân dân Ngô Văn Thành, cũng nguyên là Hiệu trưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sẽ giới thiệu cho chúng ta đôi nét về lịch sử hình thành và những tính năng ưu việt của cây đàn violon. Xin chào Giáo sư Ngô Văn Thành. Trước hết là xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Chào quý vị thính giả yêu âm nhạc cổ điển và yêu cây đàn violon. Cây đàn violon thì xuất hiện ở những thế kỷ 16. Cái nôi của hình thành ra cây đàn violon là Ý, rồi thì lan truyền sang Pháp, rồi Đức, rồi Anh, Tiệp, các nước xung quanh đấy. Các nhà sử học thì cho rằng cây đàn violon bắt nguồn từ vùng Trung Cận Đông, những vùng Ả Rập. Ngay bên cạnh giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Thành cũng có cây đàn violon thì giáo sư có thể giới thiệu rõ hơn. Thường nghệ sĩ biểu diễn họ kẹp cây đàn trên vai bên trái và bên tay phải thì cầm một cái gọi là ác xê, cái vĩ kéo có là đuôi ngựa được sát cùng với lại một cái nhựa thông để nó bám vào dây kéo lên thì nó sẽ tạo ra một cái âm thanh. Cái đàn violon này nó rất gần với giọng hát con người. Cho nên khi bắt đầu kéo một cái nốt trầm, ta hình dung cho có thể là một người đàn ông. Và ta cảm giác như đấy là một người trưởng thành trung niên. Nhưng mà khi đến giây thứ ba, giọng của một thiếu nữ. Và cái giây cao nhất của nó với những âm thanh, dây sòn là dây trầm nhất, và đến dây rê, dây la và dây mi. Đó. Cơ bản của violon là tạo ra như một giọng soprano của phụ nữ. Một giọng hát rất là hay, lanh lành. Nó thể hiện cái cách điệu hóa của con người nữa. Thí dụ những âm cao. Thể hiện đa dạng các trạng thái tình cảm của con người. Những cái tiếng rất là êm ở bên trong thể hiện tâm hồn của mình. Không có gì đấy, nó thể hiện cái nội tâm. Mình có thể thấy được những cái tiếng nó giống như miêu tả cái thiên nhiên. Bản nhạc của Paganini đấy mà nó gọi là tiếng chuông. Thế rồi thì người ta có nghe thấy. Rõ ràng âm thanh rất là mỏng và xa xăm, nghe như tiếng sáo. Nó gọi là tiếng harmonic, là một tiếng bồi âm. Theo tôi biết thì âm bồi thì có âm bồi tự nhiên và âm bồi nhân tạo. Vậy thì cái kỹ thuật vừa rồi là âm bồi tự nhiên hay nhân tạo? Từ âm bồi tự nhiên thì nó có một số nốt thôi. Nó gì? Thế là mình chỉ cần bấm hờ ở trên một cái dây đúng vào cái chỗ vị trí nào đấy thì nó sẽ vang lên một cái gọi là âm tự nhiên. Thế còn khi mà người ta bấm một nốt và để hờ một ngón tay nữa thì nó sẽ ra một cái âm nó gọi là âm bồi nhân tạo. Nó giống tiếng sáo. Ngoài ra thì cây đàn violon có thể bắt chước những âm thanh, những tiếng nào khác của thiên nhiên? Trong cổ điển thì người ta trên những cái sự hình dung âm thanh, chứ người ta không mô tả một cách gọi là trực tiếp.
là như là chim hót hay là một cái tiếng gió hoặc là một cái tiếng mưa, mà cái đó là do hình dung trong cái âm thanh, nó gọi là không có lời. Đấy, có ba tính chất. Tức là tính chất thứ nhất mà người ta nói rằng violon là bà chúa của âm nhạc, kiêu sa trong sáng, mà chúng ta hay thấy gặp trong âm nhạc Mozart chẳng hạn, hay là nhạc Paganini chẳng hạn. Cái thứ hai là thể hiện những cái trạng thái tình cảm có thể giận dữ, như là tác phẩm của Ravel, gọi Rhapsody cho những người Zigan. Cho nên ở trong này ta thấy rất nhiều tính cách của một con người. Cái chỗ thì một sự cô gái đồng đảnh, biết múa, biết hát, rất là thông minh nhưng rất là hoang dã. Xen lẫn vào những sự cương quyết, hoang sơ thì nó lại có những cái tiếng miêu tả gần với thiên nhiên. Xin giáo sư có thể giới thiệu thêm một tính năng ưu việt của cây đàn violon. Là thứ nhất là nó có thể diễn tả được các cái trạng thái tình cảm. Rất là đa dạng. Tôi nói ví dụ như là con người ta có một cái sống bằng quá khứ, sống bằng hiện thực và sống bằng tương lai. Thế thì ba cái thời đấy người ta có thể tả được rằng anh cùng một lúc anh liên tưởng tới một cái gì đấy nó rất là xa xăm. Ví dụ như Massenet là một cái tác phẩm gọi là suy tưởng. Đấy, hoặc là trong tác phẩm Ave Maria của Schubert chúng ta cũng nghe thấy rất là nhiều. Cái thứ hai, tiếng đàn violon làm cho con người ta cảm thấy rất vui, rất là trong sáng. Chúng ta nghe những cái tác phẩm Paganini, tiếng chuông, tiếng bùa chơi, hoặc là miêu tả những cái trong cái, những cái bản concerto rất là đẹp. Thế và cái thứ ba nữa, cái gọi là tính năng ưu việt là nó có cái âm sắc gần với giọng hát của con người. Có thể làm giọng nam trung trầm và đồng thời nó chủ yếu là những giọng soprano, giọng nữ cao. Thì cái giọng nữ cao này, thể hiện cái mà gọi là tha thiết, thì cái yêu cuộc đời, cuộc sống. Và nó cũng nhân cách hóa lên được cái tính cách. Sở dĩ cây đàn violon nó thể hiện cái tính chất con người. Xem nhìn vào hình dáng của một cây đàn, các vị sẽ hình dung đây là một người, con người. Chứ nó không phải chỉ đơn thuần là một nhạc cụ. Cái hình dáng hoàn toàn là một người phụ nữ, có một bộ mặt rất là xinh, những cái trục để mà vặn dây. Người ta cũng hình dung như là rất là mở một nụ cười của một phụ nữ.
Thế rồi hình dáng với một cái eo thon thì người ta nói rằng ví cây đàn nó như một phụ nữ rất là đẹp, như giống như những bức tranh của Leonardo da Vinci, tranh của Raphael ấy. Cái đàn mà người ta nói rằng có giá trị vượt cả thời gian, cái đàn mà ông Amati hay là Stradivarius ông làm từ năm 1680, 1700 bao nhiêu mà bây giờ với cái giá của nó có thể khoảng 20 triệu đô. Nó là một loại gỗ thông đặc biệt trải qua mấy chục năm. Khi người ta cắt về rồi thì người ta để ải với thiên nhiên để cho nó khô dần. Thời đại sau này thì nhiều khi người ta làm bằng cách tức là sấy bằng máy. Nhưng mà những cái đàn giá trị nhất thì nó vẫn phải là thiên nhiên. Tức là họ cắt về, họ để ngoài rừng. Và chính cái đàn tôi đương kéo này là cái đàn của Đức sản xuất từ 1998. Chúng ta nhìn thấy những chỗ nào màu đen, tức là gỗ mun. Cần đàn gỗ và mun. Trục lên dây, tì cầm thì đa số tôi làm gỗ mun. Từ cái gỗ của mặt đàn đến vai đàn, đến thân đàn, đến con ngựa, người ta gọi cái chỗ mà chống dây đấy, đấy chính là con ngựa đàn. Và rồi có một cái gọi là một cái rất là nhỏ bên trong để họ nối âm giữa mặt trên và mặt dưới. Thì chính cái hộp đàn này với nó hai chữ F nữa tạo ra một cái âm thanh, nó gọi là cộng hưởng âm thanh ở bên trong cái hộp đàn đấy. Và lúc đấy chúng ta nghe là nghe phát âm ra qua hai cái âm thanh này. Cái mà truyền âm nhất của violon chính là cái giá trị của cái đàn đó. Cái chất liệu để làm ra các dây đàn. Dây đàn thì xuất xứ của nó thì từ thế kỷ 17, 18 thì người ta xe lại bằng của ruột mèo. Và đến bây giờ thì họ có một cái loại, những loại hợp kim tạo ra cho cái giá trị truyền âm. Và có những dây mi thì họ cũng pha thêm một cái tạ gọi là một cái hợp chất có vàng ở trong đó. Cho nên khi nghe cái tiếng nó rất là trong, nó tiếng lanh lảnh. Khi mà theo dõi các nghệ sĩ biểu diễn thì tôi thấy là các nghệ sĩ thường diễn tả những cái đoạn nhạc mềm mại du dương. Xét theo về các cái tính năng nhạc cụ ấy thì nó thuộc về những cái kỹ thuật gì ạ? Legato, âm nhạc thì có hai cái biểu hiện rất là rõ về tính cách. Thứ nhất là gọi là sự luyến âm. Đấy là một đoạn mà concerto violon của Beethoven mà nó thể hiện sự legato liền âm vào nhau để nó nói rằng cái tính chất của một con người. Thế còn cái thứ hai nữa là nhí nhảnh vui tươi. Vậy đấy, nó vui rồi nó nghịch ngợm rồi tinh danh là tinh quái, nó gọi là kỹ thuật staccato, kỹ thuật sốt chia tức là kỹ thuật nảy hoặc là kỹ thuật vừa rồi là kỹ thuật tri. Nói tri vừa rồi tôi đánh minh họa có một đoạn trích trong cái sonat những nốt lấy quỷ của Tartini. Ông ta viết vào thế kỷ 17 ấy. Lấy quỷ tức là kỹ thuật mà rất là khó đối với violon. Thưa giáo sư, khi mà xem biểu diễn thì tôi còn thấy là các nghệ sĩ dùng cái ngón tay để búng và gẩy trên dây đàn thì nó là kỹ thuật gì ạ? Đấy là kỹ thuật gọi là pizzicato manigot, tức là búng tay trái. Ở trong Paganini rất là nhiều. Tức là nghệ sĩ dùng cái axe của đàn đập vào dây này, xong đó tay trái thì bấm vào nốt và rít ra. Thế còn khi mà dùng cái tay phải để gẩy nốt ấy, thì nó là kỹ thuật gì ạ? Tức là người pizzicato bằng tay phải.
Thí dụ như là trong tác phẩm của Đàm Linh, chúng ta cũng thấy trong bài Chim Ưng ấy, thì ta cũng có thấy tế bài bài ca Chim Ưng đấy, thì là cũng thấy. Phối hợp hai tay, nhưng cái tay phải thì họ dùng rất là phổ biến hơn là tay trái, bởi vì tạo ra một cái âm sắc, tạo ra một cái tính chất âm nhạc. Thế nhưng mà với độc tấu thì nhiều khi người ta rất là kính nể nhau khi mà chơi được những cái bấm kỹ thuật khó. Tôi thấy là khi mà trình diễn thì có những cái tác phẩm đẩy lên cao trào ấy, các nghệ sĩ cái tay phải cầm mắc xê mà kéo rất là nhanh, thì đó là kỹ thuật gì ạ? Nó gọi là detaché. Nó làm cho người ta cảm thấy một cái tốc độ rất là nhanh. Thì đấy là những cái mà gọi là tạo ra cho người ta một cái cảm giác rất là mạnh mẽ, rất là nhanh, sôi động. Thế còn là cái kỹ thuật mà khi mà kéo nhanh nhưng mà trên một nốt chẳng hạn. Đấy là tremolo. Kết một bản giao hưởng hoành tráng thì violon hay tremolo, ca dàn dây tremolo và kèn đi những hợp âm rất là mạnh mẽ để kết thúc một cái gì hoành tráng, huy hoàng. Những cái đoạn concerto cuối cùng, thí dụ như là trong concerto Melenzo. Những kỹ thuật rất là đặc trưng của violon. Tôi còn thấy một cái kỹ thuật nữa là các nghệ sĩ thường dùng cái sống của axe đập lên trên dây đàn, thì đó là kỹ thuật gì ạ? Ta gọi là biến tấu nó đi để tạo ra những thì vâng, hoặc cái đấy thì do tác phẩm thôi. Có những cái nó gọi là tác phẩm Ponticello, nó là một cái dạng rất là nó cũng nghe thấy xa xăm, nhưng mà ngược lại nó có những cái gì nhỉ? Suntasto, đấy những cái Ponticello, Suntasto rồi thì Pizzicato là những cái người ta quy định tạo ra một cái âm thanh. Thì cái violon nó hay cái chỗ đấy là anh nghe tiếng nó rất ngọt ngào, anh nghe tiếng nó rất là xa xăm, anh nghe tiếng rất giận dữ. Đấy. Giáo sư có thể giới thiệu thêm là cái cây đàn violon nó đã bắt đầu du nhập vào Việt Nam vào những cái thời gian nào? Những người truyền đạo đã vào Việt Nam rất là sớm. Họ có thể vào thế kỷ 17, vào thế kỷ 18. Họ vào họ dạy nhạc, họ dạy hát và họ dạy cả violon. Cái con đường thứ hai mà chúng ta được biết, tức là con đường mà khi có nhà hát lớn Hà Nội, người Việt Nam mình có một truyền thống âm nhạc rất lâu đời, rất là nhạy cảm với âm nhạc. Khi mà thấy tiếng đàn violon cất lên, xuất hiện một cái đội ngũ. Cái việc thứ ba nữa là thực dân Pháp vào thì mang theo nền văn hóa vào. Thì năm 1927 thì họ có thành lập một cái trường, nó gọi là âm nhạc Viễn Đông, thành lập ở Hà Nội và ngay ở bên cạnh cung Hữu Nghị hiện nay. Thì cái trường âm nhạc đấy đã có thầy Bilevsky, violon là Bilevsky, rồi có một người ông gọi là nhà quan thuế quan là Quanh Suy Nhông đã người mở trường. Thế rồi thì có thầy Phúc Nghê dạy về cello. Thế và đặc biệt là chúng ta thấy có một số gương mặt người Việt Nam mình học. Thí dụ như là bác Đỗ Tình, rồi thì bác Nguyễn Diệp, Phạm Huy Kỳ, Phạm Huy Kỹ mà sau này là trở thành giảng viên của trường. Thế rồi thì công tử bát sẽ có bác Nguyễn Xuân Khoát. Ngay cả trong cuộc kháng chiến chống Pháp sau năm 45 thì đã có một loạt nghệ sĩ của chúng ta là mang violon đi theo kháng chiến rồi. Thí dụ như là nhạc sĩ Huy Du chẳng hạn, hai anh em gia đình của bác Lã Hữu Toàn, Lã Hữu Quỳnh và bác Tạ Phước, rồi các nghệ sĩ mà chúng tôi được biết như là bác Hùng Phong và bác Phan Minh là cũng đều học qua những cái nghệ sĩ ở Pháp sang dạy. Đi kháng chiến thì họ đã chơi trong các đoàn văn công. Đa số nếu cứ hỏi các nhạc sĩ mà thế hệ trước của chúng ta thì ai cũng đều thích chơi violon. Cái yếu tố đó nó quyết định cái việc là chúng ta có một nền violon phát triển.
Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy như là giáo sư nghệ sĩ nhân dân Tạ Bôn, giáo sư nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Bích Ngọc, nền tảng của những người chơi đàn được học một cái chính quy đấy. Thì khi năm 1956 nhà nước thành lập trường âm nhạc Việt Nam thì cái lịch sử tiếp tục phát triển với ở một đỉnh cao hơn, tức là gì, có chuyên gia Liên Xô như ông Khốt Giáp. Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì trường âm nhạc của chúng ta đã có dàn nhạc giao hưởng. Đối với Việt Nam chúng ta, người ta quý biêu lông cũng bắt đầu bằng các bài dân ca, thí dụ là bài mà chúng ta biết rất là gần gũi chúng ta, đúng không? Xe chỉ luồn kim. Thế hoặc là những cái bài như cái bài Du Côn Nam Bộ, thí dụ như vậy. Đấy là những cái bài dân ca. Thế còn những cái bài mà sáng tác thì chúng ta biết là có nhiều nhạc sĩ sáng tác rất là hay. Tôi rất là thích cái bài gọi là Quê Hương của Lưu Cầu. Sau đó là bài Miền Nam Quê Tôi của nhạc sĩ Huy Du. Bài này chúng tôi gọi là những bài gọi là kinh điển nhất. Thế rồi thì bài Ca Chim Ưng của bác Đàm Linh, Chiều Quê Hương của nhạc sĩ Nguyễn Thị Nhung, tác phẩm Concerto Thăng Long của nhạc sĩ Đàm Linh tạo nên một ngôn ngữ rất hiện đại. Tôi cũng phải nói rằng trong những nhạc sĩ đã để lại cho những nghệ sĩ violon chúng tôi những ấn tượng mạnh mẽ về ngôn ngữ violon thì phải nói đến những nhạc sĩ Đàm Linh. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành, hình thức cấu tạo cũng như là những cái tính năng ưu việt của cây đàn violon cùng với phần giới thiệu của nhà giáo nhân dân Ngô Văn Thành. Và chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin tạm dừng tại đây. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.